Rồi hôm nay tiếp tục mấy anh em Đồng Nai bắt cá rồi cô chú chị. Thả quá trời, phì quá trời luôn. Những cái lỗ cao cao thế có mấy cái cá nhỏ, có mấy cái nàng nhỏ nhỏ với cá cái gì này này, em bà em mua chứ. Cá nàng nhỏ. Rồi cá nàng nhỏ. Bán được đâu rồi. Rồi thì không bán được rồi. Thôi để nuôi chứ giờ sao giờ. Để nuôi nó biết nuôi đâu, nó cay. Đây như cái bãi á. Ừ, mẹ con thầy tượng ngon quá mà giờ đâu biết nhà gì nữa. Chị anh. Chiên nó là ngon hết à. Tôi biểu anh em đi. Đây là cá tây tượng nha cô chú chị. Đây. Em. Cá tây tượng. Thả ra để ăn bắt luôn, ăn mang đi kia. Cá tây tượng. Cho trôi. Không nói là cá thả biết bao nhiêu. Có gì? Phải tí ra, phải tí. Thả đi, tí bắt ra. Đúng. Cá phì. Cá chim nha cô chú chị. Chim to đẹp. Rồi đồ coffee nha cô chú chị. Con kia nó mới xong cái dạng cái gì